Thì như cả nhà xem ở đằng trước thì thấy là cô đang chạy đó cả nhà. Trọng nhìn từ xa thì Trọng nhìn thấy là cô là chắc là cô đang bán vé số. Không biết lý do tại sao mà cô lại chạy như vậy nhỉ? Kiệt nghĩ tại sao? Cô đang trễ giờ vé số đúng không? 4 giờ là bắt đầu quay. 4 giờ 30 là quay hết số. Nếu mà từ giờ cho đến trước 4 giờ 30 mà cô không bán hết là coi như là số vé số đó là cô cầm trên tay là cô sẽ ôm hết luôn. Cô đang gấp quá, cô không nghe được Trọng kêu rồi. Cô ơi! Vé số! Đường rất là nguy hiểm luôn á cả nhà. Kìa. Cô làm gì mà cô cứ chạy thế? Bán mà nếu mà mình không bán hết là mình ôm đó em. Cô còn bao nhiêu tờ? Còn chắc có gần 100 á. Bây giờ là mấy giờ rồi? 4 giờ mười mấy rồi, đang sổ rồi. Đang sổ rồi, mấy giờ là sổ hết? 4 giờ 15 là sổ số đầu đó em. 4 giờ hai mấy là sổ hết luôn á. 4 giờ ba mấy là sổ luôn á. Bây giờ cô cứ bình tĩnh nha. Cháu sẽ mua hết cái này cho cô. Nhưng mà cháu muốn biết là sao cô bán kiểu gì mà sao giờ này mà còn dư nhiều thế? Tại vì đại lý không cho trả lời cho em, với bán chậm của em mà. Nhưng mà sáng cô lấy mấy trăm tờ? Cô lấy 3 cây là 360. 360? Mà hồi sáng cô đau đầu, cô ra trễ lắm. Ừ. Cô bệnh á, cô ra tới trưa lắm cô mới đi bán. Vâng. Cô mất con cái thì cô đi làm cho người ta buổi sáng. Mọi ngày thì lấy bao nhiêu tờ? 300 mấy em. Mà bán hết một ngày luôn không? Nhằm bữa mình tranh thủ thì hết, không tranh thủ là ôm đó em. Tranh thủ thì hết, không tranh thủ thì ôm. Trời mưa hổm cô ôm một đống như nè. Ngày hôm nay là do là cô mệt trong người. À. Cô bệnh đó, rồi sáng cô ra trễ nữa. Cháu thấy nãy là cháu chạy theo cô từ dưới kia chạy lên. Nãy cô thấy cái xe của cháu rồi đúng không? Ừ. Tại vì cháu thấy cô mời nhiều người nhưng mà thấy sao thấy họ không mua vậy? Bán chậm quá em ơi. Nhưng mà ấy lắm. Ý là tới trễ tới giờ rồi họ không dám mua đúng không? Không dám mua, em mua người ta sợ số đầu nó không mua. À. Có khi cũng người ta mua, có khi không. Rồi rồi, 81 tờ thì cầm cho anh. 81 tờ là 810 ngàn em. 810 ngàn. Ừ. Hơn quá nhờ mấy em rước cô, thôi là cô ôm thiệt luôn á. Vâng. Sổ rồi bán không được em. Còn về số nào nữa không hay là chỉ có nhiêu thôi? Hết rồi em à. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 810 ngàn. Xin chào tất cả mọi người nhé, mình là Trọng đây. Ngày hôm nay anh em Trọng đang đi trên đường thì bắt gặp một cái cảnh ở phía trước rất là đặc biệt luôn đó cả nhà. Thì Trọng thấy là có một cô, chắc là cô bán vé số, nhưng mà cô đang chạy ở trên đường. Thì nhìn những cái bước chạy với cả nhìn cái vẻ bề ngoài của cô, Trọng thấy đang rất là gấp gáp luôn. Chắc có lẽ là Trọng nghĩ là đang có việc gì ấy cả nhà. Thì em Kiệt quay lại cho cả nhà xem kìa, cô đang chạy ở đằng trước kìa. Thì như cả nhà xem ở đằng trước thì thấy là cô đang chạy đó cả nhà. Trọng nhìn từ xa thì Trọng nhìn thấy là cô là chắc là cô đang bán vé số. Không biết lý do tại sao mà cô lại chạy như vậy nhỉ? Kiệt nghĩ tại sao? Giờ này là em nghĩ là cũng gần trễ giờ số số anh ơi. Bởi vì hình như là cô cầm vé số mà cô chạy là nghi là nhất trễ giờ đấy. Cô đang trễ giờ vé số đúng không? Đúng rồi. À đúng rồi này, Kiệt quay cho cả nhà xem này. Hiện tại bây giờ đang là 4 giờ 5 phút. Vé số là thường thường là mấy giờ sổ nhỉ? Tầm khoảng 4 giờ 15 anh ơi là sổ. À. Cô đang chạy đi mời. Thì nãy giờ là Trọng chạy qua, Trọng thấy là cô cứ chạy như vậy. Không biết là lý do tại sao mà cô lại chạy như vậy. Trọng thấy kỳ lạ, thành ra là Trọng mới chạy theo á cả nhà. Cả nhà xem này, để Trọng chạy lên trên này thì xem là có phải là cô là bị ế vé số hay là không. Cô đang mời khách vé số đó cả nhà. Nhìn trên tay của cô thì một sấp vé số cũng có vẻ là rất là nhiều. Chắc còn khoảng cỡ
thấy rất là nhiều luôn này. Trên 100 tờ đấy nhỉ. Một cọc rất là dày. Đúng rồi cả nhà, cô này là cô bị chắc là tới giờ vé số rồi nhưng mà cô chưa bán hết cái số vé số cô đang cầm ở trên tay. Thành ra là cô phải chạy. Nhìn cái thao tác của cô có vẻ đang rất là gấp gáp. Rồi cả nhà xem này. Đó cả nhà. Cả nhà xem, cả nhà thấy đó. Những người bán vé số như vậy thì một ngày cũng đâu được bao nhiêu tiền đâu, nhưng mà hết giờ mà không bán hết cái số vé số đó là họ phải ôm hết cái số vé số đó luôn. Là có bao nhiêu tờ là họ sẽ bỏ tiền túi ra họ mua. Nếu mà trúng thì họ sẽ được, còn không trúng thì họ phải chịu. Để Trọng đi theo cô này một tí rồi Trọng sẽ nói chuyện cùng với cô để xem là cô buôn bán như thế nào nhé cả nhà nhé. Bốn giờ bảy là hình như là 4 giờ là bắt đầu sổ đúng không Kiệt? 4 giờ là bắt đầu quay. 4:30 là quay hết số. Nếu mà từ giờ cho đến trước 4:30 mà cô không bán hết là coi như là số vé số đó là cô cầm trên tay là cô sẽ ôm hết luôn. Nhưng mà thường thường mà sau 4:10 như vậy rồi bán người ta cũng không có mua đâu. Sổ mất mấy giải rồi. Để Trọng kêu cô lại xem nào. Để Trọng chạy lên Trọng kêu cô lại xem như thế nào nhá. Kìa, cô đi vô trong này cô mời kìa cả nhà. Cả nhà xem cả nhà thấy đó. Rồi, người ta không mua rồi. Cả nhà thấy đó, bây giờ đã đang là 4:12 rồi. Bây giờ đang là 4:12 rồi nên là cô mời người ta cũng đâu có mua đâu. Tại vì số đã sổ được một nửa rồi. 4:30 là sổ xong. Cả nhà xem này, cả nhà xem trên màn hình của Trọng này. Bây giờ đang là 4:12 nhá. 4:12 rồi nhưng mà cô chưa có bán hết. Cô đang chạy qua bên kia đường rồi kìa cả nhà. Cả nhà xem, cả nhà thấy Kiệt quay thấy không em? Cô đi vào đây này. Đó, cô đang ở bên kia đường kìa. Bây giờ đang là 4:12 rồi. Cả nhà xem là cô đang chạy ở bên kia đường kìa cả nhà. Cả nhà thấy đó. Để Trọng kêu cô qua Trọng nói chuyện xem sao nào. Cô ơi. Cô. Cô ơi. Cô ơi. Cô đang gấp quá, cô không nghe được Trọng kêu rồi. Cô ơi! Vé số! Đường rất là nguy hiểm luôn á cả nhà. Kìa. Trọng bóp còi cho cô biết để cô chạy xuống. Cả nhà thấy là cô đang bán vé số đang rất là gấp rút luôn đó cả nhà. Kiệt đưa anh cái mic Kiệt để anh nói chuyện cùng với cô Kiệt. Cô làm gì mà cô cứ chạy thế? Bán mà nếu mà mình không bán hết là mình ôm đó em. Cô còn bao nhiêu tờ? Còn chắc cái gần 100 á. Bây giờ là mấy giờ rồi? 4:10 rồi, đang sổ rồi. Đang sổ rồi, mấy giờ là sổ hết? 4:15 là sổ số đầu đó em.
4 giờ hai mấy là xảo hết luôn á, 4 giờ ba mấy là xảo luôn á. Cô khóc à? Bữa hổm cô ôm, bữa 100 mấy con xảo rồi, ôm thì chiều không có tiền lấy vé em. Cô ở đâu đây? Cô quê Cà Mau. Cô, để cho nó cô nha, cô cứ bình tĩnh nha. Cô còn bao nhiêu tờ cháu sẽ mua ủng hộ cho cô. Nhưng mà tại sao mà mình lại bán trễ như thế này? Tại vì đại lý bây giờ không có cho trả đó em. Không có cho trả, với lại là sáng có khi gặp mà cô đi làm cho người ta rồi buổi sáng rồi cái khi cô lấy rồi bán chậm á. Vâng, cô đợi cháu một tí để cháu xuống nhá. Cô đừng có lo, để cháu mua cho cô. Thì cháu hổm cô cũng ôm bữa cô sợ bây giờ nó không, đại lý không cho trả đâu. Vâng. Cô tính ra chút cô. Đâu, cô còn bao nhiêu tờ tất cả? Cô cũng vô đếm lên để đếm thử em, chắc cả 100 tờ đó. Đâu, cô đếm đi. Kìa, đưa anh cái điện thoại kìa. Lấy anh cái điện thoại kìa. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. Bây giờ đang là 4 giờ 20 rồi cả nhà. 71 tờ. 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 tờ em ơi. 81 tờ này là tương đương là 810 ngàn đúng không? 810 ngàn. Trời ơi. Chạy nó khéo luôn. Bây giờ thế này là cô bao nhiêu tuổi? Cô 53 tuổi rồi. Cô 53. Bây giờ cô cứ bình tĩnh nhá. Cháu sẽ mua hết cái này cho cô. Nhưng mà cháu muốn biết là sao cô bán kiểu gì mà sao giờ này mà còn dư nhiều thế? Tại vì đại lý không cho trả lời cho em, với bán chậm của em mà. Một ngày cô bán bao nhiêu tờ? Cô bán sáng cô lấy 300 mấy, 400 thì 400 mấy em. Cô cho cháu gài cái này được không? Cho cháu nói chuyện cùng cô một tí nhá. Cô đừng có sợ nhá. Cháu mua sẽ mua hết cái vé số này cho cô yên tâm. Nhưng mà sáng cô lấy mấy trăm tờ? Cô lấy 3 cây là 360. 360. Mà hồi sáng cô đau đầu, cô ra trễ lắm. Ừ. Cô bệnh á, cô ra tới chưa lắm cô mới đi bán. Vâng. Cô mất con cái thì cô đi làm cho người ta buổi sáng. Mỗi ngày thì lấy bao nhiêu tờ? 300 mấy em. Mà bán hết một ngày luôn không? Nhằm bữa mình tranh thủ thì hết, không tranh thủ là ôm đó em. Tranh thủ thì hết, không tranh thủ thì ôm. Trời mưa hổm cô ôm một đống như nè. Ngày hôm nay là do là cô mệt, cô mệt trong người. À. Cô bệnh nó rồi sáng cô ra trễ nữa. Vâng vâng. Cô ở đâu vậy? Cô Quảng Trường, Bảo Lộc. Quê của cô ở đâu? Cà Mau. Bây giờ cô ở trên Bảo Lộc là mình ở nhà hay ở trọ? Cô muốn trọ anh. À, cả gia đình mình lên trên này luôn à? Cô đi với con cô. Hai mẹ con à? Hay là mấy mẹ con? Ba mẹ con. Ba mẹ con. Thế hai con của mình lớn chưa? Lớn rồi, còn đứa cô cho đi học. À. Con cô còn mười mấy tuổi đi học. Cái này 8 mấy tờ nhờ, để cháu mua cho cô cái? 81 à? 81 hay 84 ta? 81 em. 81 à? 84 hay sao mà? Không, 81 à. Kiệt, đưa hộ anh cái bóp tiền cái Kiệt. 81 à. Nếu em không mua là cô ôm luôn á. Vâng vâng, thì bây giờ là đang xấu rồi đó em. Cháu đã nói là cháu mua là cháu sẽ mua cho cô. Đấy, bây giờ là lúc mà bây giờ đang là 4:23 này, họ sổ gần xong rồi này. Xấu rồi đó em. Cháu thấy nãy là cháu chạy theo cô từ dưới kia chạy lên. Nãy cô thấy cái xe của cháu rồi đúng không? Tại vì cháu thấy cô mời nhiều người nhưng mà thấy sao thấy họ không mua vậy? Bán chậm quá anh ơi. Nhưng mà bán ấy lắm. Ý là tới trễ tới giờ rồi nên họ không dám mua đúng không? Không dám mua, em mua người ta sợ số đầu nó không mua. À. Có khi cũng người ta mua, có khi không. Rồi rồi, 81 tờ thì cầm cho anh. 81 tờ là 810 ngàn em. 810 ngàn. Hơn quá, nhờ mấy em rước cô thôi là cô ôm thiệt luôn á. Vâng. Sổ rồi bán không được em. Còn về số nào nữa không hay là chỉ có nhiêu thôi? Hết rồi em à. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 810 ngàn. Bây giờ cháu mua hết cô về số này cho cháu trò chuyện với cô một tí nhá. Cô cảm ơn em nhiều. Vâng. Thế là cô nói là quê cô ở Cà Mau. Cà Mau. À, cô tháo khẩu trang ra, cô cháu mình nói chuyện tí được không? Xuống tí nữa cô. Ý là cô lên trên này lâu chưa? Cô lên là 3 năm rồi. 3 năm.
hai năm mấy, gần 3 năm. Mình lên trên này là mình bán vé số. Còn các con mình lên đây làm gì? Con cô lấy chồng, còn đứa thì đi học. Một người lấy chồng là ở chung với cô hay là ở riêng? Ở riêng. Còn một người đi học thì học ở đây à? Hay học ở đâu? Cô học ở đây. Học lớp mấy cô? Lớp 6 rồi. Thế là bé còn nhỏ. Trai hay gái cô? Trai. Thế là bây giờ chỉ có hai mẹ con ở trọ thôi? Hai mẹ con em. Hàng ngày là đi bán vé số. Thường thường là cô hay bán ở đâu đây? Cô đi bán vòng vòng tùm lum trên Bảo Lộc rồi cô qua đây, cô đi tùm lum. Vâng. Cô tháo khẩu trang luôn ra đi cho nó đỡ mệt. Được. Nói chuyện mà nó cứ cô tháo ra đi. Được. Bán vòng vòng Bảo Lộc với cả bên trên này. Đúng rồi, cô bán tùm lum chứ mà số bây giờ không cho trả, bị ế khổ lắm em ơi, không cho trả vé đâu. À. Cô có nghe là ở trên đà, trên chương trình thì nói là cho trả vé đó. Nhưng mà trả đâu không thấy, là thấy cô ôm hoài luôn. Thế thì mai mốt thì mình lấy ít ít thôi cô. Lấy ít thì không đủ cuộc sống con cái ăn học. Tiền trọ bao nhiêu một tháng? Tiền trọ là tầm 1,5 triệu đó em. Tiền trọ 1,5 triệu, ăn uống thì con cái đi học nữa. Cô cũng muốn bán ít lắm mà. Nếu bán ít thì con cái đi học mà nhà trọ thì cuộc sống mà nó đủ thứ chứ. Vâng. Thế thì thành ra là một ngày phải 300 mấy chục tờ mới đủ đấy đúng không? Đúng rồi, mà nếu mà em không rước là cô bán mấy ngày thì cô ôm mấy ngày, cô bán mấy ngày mới lấy vốn lại đó. Thế là 81 tờ, 801 là 3 ngày công của mình đúng không? Đúng rồi. Thế là mình bán 3 ngày công là mình ôm hết cái này. Đúng rồi. Mấy bữa trời mưa hay ôm lắm nè. Vâng. Nắng còn đỡ mà, chứ mà bữa nào mà mệt mệt mà cô đi ra bán trễ á. Dạ. Hay ôm. Vâng. Bây giờ là cô chuẩn bị đi về nhà, nhà mình ở dưới Bảo Lộc. Giờ mình sẽ lội bộ về, đúng không? Ừ. Dạ. Vâng. Thì cảm ơn cô nhá, tại vì cháu thấy cô chạy lên chạy vé số cho thấy kỳ lạ. Thì ra cháu mua cho ủng hộ cho cô. Vâng. Được, cảm ơn em nhiều nha. Chúc cô may mắn chiều nay em trúng độc đắc. Dạ. Nếu mà trúng độc đắc là cháu quay lại kiếm cô, ngày nào cũng bán ở đường này đúng không? Cô đi tùm lum á. Vâng. Nếu mà cháu mà chúng độc đắc là cháu sẽ quay lại kiếm cô và giúp đỡ cho cô. Và cái số tiền mà cháu mà trúng số đúng không? Cháu sẽ dành ra một nửa để cháu đi làm từ thiện. Cô cũng mong là chị. Vâng. Cô cảm ơn em nhiều nha. Dạ, cô chúc vâng. Sức khỏe em, gặp nhiều sự may mắn nha. Vâng, chúc cô nhiều sức khỏe nhá. Mình nhớ mai mốt là nếu mà sức khỏe mình mà có yếu thì mình lấy vừa vừa thôi. Sáng ngày ngủ dậy là thấy mệt chưa? Đúng rồi. Thấy mệt rồi sao không lấy 200 tờ thôi mà lấy tới 360 giữ vậy? Mình lấy trước em. Lấy trước rồi mà trả lại thì không được. Lấy rồi là thôi không cho trả thêm. Mà cô cũng thắc mắc tại sao mà cô có nghe trên đài là gái cô nói là mẹ ơi bây giờ có lệnh trả vé số rồi đó. Vẫn không trả. Cô hỏi đại lý luôn, cô nói chắc đấy là do đại lý thôi chứ không phải do công ty vé số. Do đại lý đó em. Tại vì trên công ty là có là trên điện thoại đó là mở lên thấy cô có nghe. Vậy là mà cái vé số mà ngày hôm nay cô bán là cô lấy từ ngày hôm qua. Đúng rồi, lấy trước đó. Bây giờ là cô bán hết rồi. Bây giờ là cháu mua hết cho cô rồi là cô sẽ đi lấy vé số ngày mai. Đúng rồi. Thì sáng mai cô đi bán. Nhưng mà như hôm qua thì cô còn khỏe, cô lấy, nhưng mà ai ngờ sáng ngày cô lại bệnh. Thì đang là mình bán từ trưa tới giờ thôi. Vâng. Rồi cô biết tại sao, cô nghe nói ở Sài Gòn là được trả mà ở đây là cô hổng trời mưa cô ôm cũng trăm mấy chục tờ, cô bán 3 ngày, 4 ngày cũng được. Bây giờ là cô về Bảo Lộc đúng không? Cô đi bộ về à? Hay là cái đại lý của cô ở đâu? Cô đại lý ở gần đây hay ở Bảo Lộc luôn? Không, cô lấy ở Đài Lào. Đài Lào? Ừ. Túc dưới Đài Lào cơ à? Đài Lào kiều người ta đem vé cho cô. Người ta đem tới nhà của cô? Ừ. Bây giờ cô về không? Cháu cho cô quá giang về nhà luôn này. Nhá. Ừ. Đi, cô lên xe luôn, cháu cho cô quá giang về luôn này. Đằng nào cháu cũng chạy về nhà. À đây, cô đi qua bên này cô. Bên này. Đây, đây cô. Đằng nào cháu cũng đi về đèo Bảo Lộc á. Cho cô đi quá giang luôn. Đây, cô lên đây cô ngồi. Hơi lộn xộn tí, cô thông cảm tí nhá. Vâng. Cảm ơn. Dạ. Vâng, cho cháu ấy cái này ạ. Cô cứ đi dép bình thường đi, không cần phải nhấc dép về đâu. Chân cô bỏ chân ra để cháu đóng lại cô. Kẹt chân cô. Cô cứ mang dép bình thường đi, không cần phải tháo dép đâu nhá. Thấy thương cô lên xe của Trọng mà cô phải tháo dép ra. Cô cảm ơn em. Dạ. Kiệt ngồi lên Kiệt.
Nếu không có mấy em mà mua giúp cô chắc cô ôm thiệt luôn á. Dạ. Nhất này xấu xấu với bán thì chậm lắm rồi. Vâng. Bữa nay cô bán thấy vắng ghê luôn á. Thế thì cho cháu hỏi thăm một tí về gia đình mình được không? Được em. Thế thì cô lên trên này vậy, chồng cô đâu, hai vợ chồng thôi à? Được. Chồng cũng thôi rồi, thôi lâu rồi em à. Ở gì nuôi con à? Cô 53 tuổi à? À, cô 53 tuổi thì cô cứ gọi là cô cháu đi. Cháu còn nhỏ lắm, cháu mới có 27 tuổi thôi. Ừ. Vâng. Em ở đâu rồi? Em ở, cháu ở ngoài dưới chân đèo Bảo Lộc á. Dạ. Dạ. Cô trước kia cô cũng ở bên Sài Gòn á, rồi cô gái cô lấy chồng cô qua đó. Vâng. Dạ. Để trọng cho cô quá giang về tới nhà luôn. Thì ngày hôm nay là trọng đi trên đường gặp cô thì cô bàn về số nhưng mà cô bị trễ giờ, thành ra bây giờ là trọng mà đang cho cô quá giang về nhà của cô. Ở khúc nào vậy cô nhờ? Cô ở Quang Trung em. Quang Trung là ở quảng trường đó. Có ở ngoài quốc lộ 20 không? Không, cô đi vô quảng trường em. Thế là cháu thả cô ở đâu nhờ? Thả cô ở chỗ Nguyễn Công Chứ em. Không, ý là cháu thả cô ngoài quốc lộ 20 á, là ở bờ hồ đúng không? Cũng được, cô đi về cũng được. Dạ. Đó bờ hồ thôi em. Vâng. Cô có hay xem YouTube trên điện thoại không? Lúc là khi thì cô cũng lướt cô coi cũng có em à. Cô có khi nào mà cô xem, cô biết Phúc Trọng Vlog không? Cô cũng nghe nghe đó. Cô cũng ít có dành gì mấy Facebook, mà khi cô lướt thì cô thấy em. Vâng, cô cũng là chắc là cũng có xem qua nhưng mà cũng không biết là ai nhỉ. Ừ, cũng có nhưng ít là vâng. Ý là ai em. Cô không biết kênh Phúc Trọng Vlog đúng không? Không em thì ít. Vâng. Chung là cô cũng dở bên cái điện thoại lắm. Dạ. Cô lướt thì cô thấy nào hay thì cô cũng hay xem vậy đó. Dạ. Cô không nhớ hết. Vâng. Ừ. Thì mai mốt mình mà mình cảm thấy sức khỏe mình không có tốt thì mình mua vừa vừa thôi cô ơi. Cô mua nhiều quá nhờ. Ừ, nói chung mình bán ít thì nó khỏe lắm em à. Dạ. Mà tại vì cuộc sống con cái thì nói chung là nó đủ thứ chăm bề hết em. Dạ. Thành ra phải cố thôi chứ. Dạ dạ. Chứ cô đâu muốn chiều cô ôm đâu, bán mà chiều ôm á em thấy là nó muốn điên đầu luôn vậy đó. Vâng. Cô đứng mà cô như là người mất hồn luôn, kiểu mình buồn á. Cô ở Cà Mau, gốc là Cà Mau à cô? Cô gốc Cà Mau. Mà mình lên trên này 3 năm rồi, Tết mình có về không cô? Mình đi là chưa về luôn em à. Như về có một lần dỗ ba cô thôi chứ còn à. Về để mà Tết thì cô ít về lắm. Vâng. Tranh thủ bán, Tết mình bán cũng đỡ thôi em. Tết bán luôn à? Ừ, cái cô tranh thủ cô bán á. Ba người con, một người con lấy chồng ở quê hay ở trên này cô? Ở dưới quê, ở trên đây đứa lấy chồng ở bên nhà chồng em. Lấy chồng là ở nhà chồng là ở dưới quê đúng không? Đúng rồi. Còn ở trên này là chỉ có một đứa thôi đúng không? Đúng rồi. Một đứa là thằng con trai 6 tuổi. Con cô nay 14 tuổi rồi. À quên, học lớp 6, nãy cô nói học lớp 6. Dạ. Yeah. Vâng. Thường thường thì cháu đi quay phim như này thì cháu thường thường cháu đi làm như này á, thì cháu gặp những người bán vé số trễ giờ thì cháu cũng hay mua lắm. Thành ra là thấy cô như vậy không phải là mua trễ giờ, ý là những cái lúc bình thường mà cháu gặp những người bán vé số á, nhiều khi cháu cũng mua 10 tờ 20 tờ, nhưng mà có cô là cháu thấy cô đặc biệt nhất nên là cháu mới mua ủng hộ cho cô là 81 tờ á. Vâng, cô mấy tờ số chúng em. Dạ. Cô là cái người mà đầu tiên mà cháu mua vé số là nhiều nhất luôn á. Yeah. Vâng, trong cuộc đời cháu là đây là lần đầu tiên là cháu mua 80 mấy tờ vé số. Cô cầu mai chiều nay mấy tờ số em trúng đi, em làm nhiều việc từ thiện. Vâng. Em à, những người bất hạnh giống như cô nè. Bây giờ là vé số nó, họ quay họ cũng sổ gần xong rồi đúng không cô? Chắc là sổ rồi. 4:35 xong chưa? Chắc là có rồi em. À để chút xíu nữa thì để cháu dò luôn. Cho cô dừng ở bờ hồ này đây đúng không cô? Được em. Vâng. Thì cô cảm ơn em nhiều nha. Dạ dạ. Vâng.
cô lấy hộ cháu cái màu đen đen cháu gài trên áo của cô với. Nay 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 cháu gài trên áo của cô đây. Đó. Rồi cháu cảm ơn cô nhá. Vâng, từ cô mở rồi, cô mở đi, cô mở từ từ thôi. Chưa, không được rồi, xe đông quá. Vâng, để cháu xuống cháu mở cho cô cho. Rồi cô, đấy cô mở. Vâng, từ từ. Dạ, rồi cô mở đi cô. Dạ. Cô giữ gìn sức khỏe nhá. Vâng, chào cô. Cô nhà cô ở phía đằng sau cả nhà, thì Trọng thả cô. Nhà cô là bây giờ cô đang đi về Trọng. Chào tất cả mọi người, thì nay giờ là Trọng chạy được nửa đường về nhà rồi, thì bây giờ là Trọng dừng lại, Trọng dò số. Thì trên tay của Trọng đây là 81 tờ vé số. Trọng cũng chia sẻ thiệt luôn là đây là cái lần đầu tiên mà Trọng mua nhiều vé số đến vậy. Thường thường là Trọng mua 10 tờ, 20 tờ thôi. Nhưng mà ngày hôm nay thì thấy cái cô Trọng cũng không biết là cô tên gì luôn. Nay mình cũng quên hỏi đúng không Kiệt? Trọng cũng không hỏi cô tên gì luôn. Tại vì thấy cô bán mà tới trễ giờ rồi, mà thấy cô chạy hấp tấp và gấp rút quá, thì Trọng thương, Trọng mua ủng hộ cho cô. Nên là bây giờ Trọng dò. Đây này, cả nhà xem này. Trên tay của Trọng đây là 81 tờ vé số. Bây giờ là Trọng bắt đầu dò nhá. Thì lần đầu tiên mà Trọng mua vé số nhiều như vậy, thì Trọng cũng mong rằng là mình sẽ trúng được một cái giải gì đó, đúng không Kiệt? Như mình có động lực nữa. Kiệt mong muốn anh trúng giải gì? Chung mình trúng giải cũng thường anh. Em muốn giải cao quá. Mình đã ước cho nó trúng thì mình phải ước giải cao nhất. Trọng cũng ước gì là Trọng sẽ trúng cái giải cao nhất luôn. Cao nhất là bao nhiêu? 2 tỷ đúng không? Cao nhất là 2 tỷ, mà trên tay của Trọng đây là 81 tờ. Trọng cũng mong rằng là Trọng sẽ trúng cái giải cao nhất là 2 tỷ. Thì Trọng cũng chia sẻ thực trong video này luôn, thì tất cả khán giả đang xem video của Trọng trực tiếp đó, nếu mà Trọng trúng độc đắc cái số vé số mà Trọng đang cầm trên tay này á, thì Trọng sẽ cam kết là Trọng sẽ bỏ 50% cái số tiền Trọng trúng thưởng này ra để Trọng đi làm từ thiện. Kiệt nghe vậy có thấy ok chưa? Lấy mọi người nữa. Cái này là ví dụ mà ông trời ông thương mình, ông cho mình trúng, mình mà trúng thì mình sẽ chia sẻ 50% cái đó để mình đi giúp những hoàn cảnh khó khăn. Bây giờ cái này cũng nhiều đấy, bây giờ Kiệt dựng máy quay nó đi, Kiệt bỏ máy quay đó đi ra đây dò số cùng anh này Kiệt. Trên tay của Trọng là 81 tờ thì dò chắc có vẻ đến tận tối luôn á, nên là Trọng kêu em Kiệt ra dò phụ. Kiệt 50% là đi giúp đỡ cho những hoàn cảnh khó khăn. Còn Kiệt dò đúng không? Cho Kiệt 10%. Kiệt dò đúng là cho Kiệt 10%. Bây giờ là anh em mình dò nha, xổ số Vũng Tàu. Cũng khá là nhiều luôn rồi. Có đem điện thoại dò không? Điện thoại đến xe, bây giờ chung máy anh. Xổ số Vũng Tàu. Ở đây có 43 không? Không thấy 43. Anh tưởng mày kêu 43 chứ. Đâu là xem nào, bây giờ lần đầu tiên mà anh em mình dò số nhiều như vậy nhá. Để trong xem cái này là đầu tiên là xem đúng ngày không đã. Hôm nay ngày mùng 7 tháng 11 đúng chưa? Đúng rồi, 7 tháng 11. Cái sấp này Trọng đang cầm trên tay là 182. Ý. 182 rồi, cái lốc này là không trúng rồi. 891. Không trúng luôn. Cái lốc này cũng không trúng luôn cả nhà. Trong dò số nhanh lắm. Tại vì thỉnh thoảng trong cứ mua 10 tờ, 20 tờ trong dò hoài à. 407. Gần trúng. Kiệt nhìn này. Gần trúng, trúng hai con. Không trúng. 197. Em không trúng nữa. Không trúng.
Đây là gì đây? 905. Tư chứ không phải 53. 905 không có luôn. Không có. Một ba sáu. Quên đây 136. Không có luôn. Cái này là chặt rồi. Ừ, để anh dò lại xem nào. 853. Cái này 2 tỷ này ghét. 2 tỷ à? Ừ. 2 tỷ này, 853 này. Đâu 853 được hai con cái dưới rồi. Kiệt rồi, hôi hôi ba. Nói chúng thầy cơ mà. Thầy chúng hai con à. Hai con nằm ở trong đó chứ. 173. Không trúng. 908. Không trúng. Nào đây anh cho phụ nào. Như là có một của em cũng không có trong mấy con số rồi luôn á. 850. Không có luôn. Chắc là mình chưa đủ duyên với ông thần tài. Đúng không Kiệt? Đúng rồi, chưa có duyên rồi. Bây giờ phải nếu trúng là mình trúng được hai con đầu tiên cũng được nữa. Ừ, 726. Không phải trúng con nào chứ. Mình chưa có duyên với ông thần tài. Ở nhà là mình cũng có thờ ông thần tài đúng không? Ông thần tài, ông thổ địa. Cũng hay mua trái cây cho ông thần tài không vậy? Cứ dầm lễ là mua trái cây cho ông thần tài và ông thần tài không phù hộ. 726 không trúng. Thế là bao nhiêu anh con nào? 230685. Mà em thấy trong đây cũng thấy luôn. 685. 685. Cái này trúng này. Mà nằm mới số được 3 con ở trong. Ừ, trúng gió. Chặt hết luôn rồi. Tính ra là nhiều anh, vô nhiều á. Kiệt quay cho cả nhà xem này. Rất là nhiều luôn nhưng mà không trúng. Đây là lần đầu tiên mà Trọng dò vé số nhiều như vậy. Để Trọng dò lại một lần nữa coi. Thằng Kiệt này nó lại âm mưu, nó lại dò trúng rồi mà nó lại kêu không trúng. Để xíu nữa này Trọng đi về rồi Kiệt nó quay lại nó nhặt, đúng không? Có, Kiệt âm mưu đúng không? Để Trọng xem lại một lần nữa nào. 85 nè. Không có 85. 26. Không có 26, 97. Không có 97 luôn, 91. Không luôn, 82, 0. 73, 0. 05, 0. 07, cũng không luôn. 53, cũng không luôn. Trong này là 54. 50. Trong này cũng không luôn. Tính ra là mình không trúng một giải nào luôn đó Kiệt. Kiệt vô đây quay cho cả nhà xem này. Đây là kết quả xổ số ngày hôm nay. Còn đây là những cái tờ vé số mà Trọng mua. Kiệt quay từ trên cao quay xuống. Không trúng một giải nào luôn. Đó. Quay chắc giấy số luôn mà không trúng một tờ nào. Thì chắc có lẽ là anh em mình là chưa có duyên với ông thần tài. Thì lần này không có duyên với ông thần tài. Hy vọng rằng là lần sau sẽ có duyên với ông thần tài. Rồi, bây giờ anh em mình dò số xong hết rồi. Bây giờ anh em mình gom rác lại đi về. Lúc nãy một kết luôn em mình cũng muốn giúp cô ấy. Mình mua giúp, mình muốn mua giúp cho cô để cho cô hết vé số thôi. Còn mình cũng không có hy vọng nhiều là mình sẽ trúng. Nhưng nếu mà mình trúng thì cái đó là điều sẽ là rất là tuyệt vời. Thì mình vừa có tiền, mình vừa có tiền đi giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Nhưng mà không trúng thì thôi. Thì đem cái này về giúp. Đem lên thùng rác dục 810.000. Thì bây giờ là anh em Trọng sẽ đi về nhá. Thì Trọng cũng sẽ kết thúc cái video này tại đây luôn. Thì Trọng cũng cảm ơn tất cả khán giả đã xem cái video này của Trọng nhá. Thì khán giả nhớ bấm đăng ký kênh cũng như là like và chia sẻ video này cho anh em mình nhá. Một lần nữa thì Trọng xin chân thành cảm ơn. Hello, xin chào tất cả mọi người nhá. Mình là Trọng đây. Ngày hôm nay anh em Trọng mới đi rừng bắt ong về mọi người ạ. Bây giờ trên tay của Trọng đang cầm tổ ong rừng khổng lồ, ong rừng gốc 100%. Hàng năm cứ từ tháng 3 cho đến tháng 7 là Trọng với cả anh em ở trong làng sẽ rủ nhau lên trên rừng bắt ong để lấy mật. Thời gian sắp tới Trọng cũng sẽ đi bắt
mật ong rừng về để bán. Nếu tất cả khán giả có nhu cầu sử dụng mật ong rừng nguyên chất thì có thể liên hệ cho Trọng để mua hàng qua số điện thoại 0345 099 088 hoặc 036 782 7841. Khán giả có thể liên hệ qua Zalo hoặc là Facebook của Trọng để mua mật ong rừng nhé. Khán giả nào muốn mua mật ong rừng nguyên chất thì có thể nhanh tay nhấc máy lên gọi cho Trọng để đặt hàng. Mật ong rừng chỉ có theo mùa, từ tháng 3 cho đến tháng 7, sau khoảng thời gian này thì sẽ rất khó để mà kiếm được mật ong rừng. Nên vì vậy khán giả muốn mua hàng hãy gọi cho Trọng để đặt hàng trước, rồi Trọng sẽ đi kiếm mật ong rừng về để bán cho tất cả khán giả. Đối với mật ong rừng Trọng bán thì hàng uy tín 100%, là mật ong rừng nguyên chất từ thiên nhiên, nên là tất cả khán giả mua hàng thì đều có thể yên tâm về chất lượng sản phẩm.